Xin chào mọi người đã đến với channel của Hưng Nguyễn. Thì bên kênh Country Life VN mình đã làm một cái tin về cái cửa khẩu. Thì hiện tại bây giờ là bên công thương, gọi là bộ công thương của cái tờ công thương.vn về bên cái mặt mà xuất nhập khẩu á, thì họ sẽ đưa một cái bài báo cũng là một cái công văn. Thì mình sẽ đọc sơ qua cho mọi người cùng hiểu nha, mình sẽ nhìn vào cái màn hình máy tính, mọi người thông cảm ha. Mọi người chờ chút, mình sẽ đưa cái màn hình này qua đây. À, mình đưa đây nha. Mình sẽ đọc cái nội dung bài báo như thế này rồi mọi người sẽ hiểu được vấn đề. Nếu mà trường hợp mà cửa khẩu đóng cửa thì giá thanh long hiện tại nó sẽ không có đứng ở cái điểm này đâu. Cái đó là cái chắc chắn và đây là một cái tin đồn. Cũng có một cái phần nhỏ trong đây thôi. Thì Lạng Sơn thông tin ngừng giải quyết thủ tục xuất khẩu một số nông sản, sai sự thật, là sai sự thật ha. Thì mình nói sơ qua cho đọc cái bài báo là nó khá là dài. Hiện tại bây giờ á, vài ngày qua có những cái tin đồn. Mình nói sơ qua cái bài báo á, nhìn ngoài qua có những cái tin đồn gọi là cửa khẩu bị ùn ứ những cái mặt hàng cây ăn trái về thanh long, dưa hấu, sầu riêng và mít là những cái mặt hàng chủ yếu của nông nghiệp Việt Nam xuất qua bên Trung Quốc bị hạn chế. Nhưng mà cái tờ báo này họ nói là không có cái chuyện đó xảy ra, chỉ có cái trường hợp đó là những cái mã số vùng trồng á, những địa phương á, nó có những cái chất bảo vệ thực vật quá liều, thành ra là những cái lô đó bị giữ lại để kiểm tra, để rồi là truy xuất cái nguồn gốc, tiếp tục là phải nộp cái đơn hải quan phía Trung Quốc á, để nó, họ thống kê, họ làm lại cái thủ tục, cũng như là nếu cho phép á, thì có thể nhập qua, còn nếu không á, thì sẽ trả về, và những cái lô hàng của doanh nghiệp đó lần sau sẽ rất là khó khăn hoặc là sẽ không được nhập khẩu qua bên phía Trung Quốc nữa. Cái trường hợp này là nó kéo dài từ ngày trước ngày mà ông Joe Biden ghé thăm Việt Nam, thì cái hiện tượng này xảy ra thì nó trùng hợp ngẫu nhiên hay là cố ý thì mình không biết được, nhưng mà nó trùng hợp vào cái dịp đó. Thành ra có những cái nguồn tin họ đẩy cái thông tin này lên mạnh hơn, và có những cái tờ báo họ cũng đã đưa, nhưng mà có lẽ là cái chúng ta không đọc rõ thì chúng ta sẽ không hiểu. Là mình tóm tắt lại một vấn đề là hiện tại không có một cái xe nào ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh, Đồng Đăng, Hữu Nghị, hầu như là 6-7 cửa khẩu là đều không có bị ùn ứ hàng hóa. Thì đây là một cái thông tin mình cập nhật để cho mọi người cùng biết rồi thôi. Đó, có những cái lô hàng bị vướng phải những cái thuốc bảo vệ thực vật bị cấm, cái hạng mục của phía Trung Quốc họ cấm rất là năm 2002 họ cấm, họ đưa những cái mã số vùng trồng hoặc là những cái thuốc bảo vệ thực vật không được dùng ở trên sản phẩm. Nếu mà chúng ta dùng thì nó sẽ dính vào cái những cái mẫu đó thì sẽ không được xuất khẩu qua bên phía Trung Quốc, họ hạn chế cái vấn đề về thuốc bảo vệ thực vật đó. Thì đó, đây là một cái bài mình muốn nói để mọi người biết là gì, chứ không phải là những cái tin đồn. Nếu mà như tin đồn thì hiện tại giờ là giá thanh long thì người ta sẽ ùn ứ, nó sẽ không mua rồi. Thì đây mình lên làm cái video này để đính chính với mọi người rằng là cái vấn đề mà cửa khẩu nó bị đóng cửa hoặc là không nhập hàng hóa thì là cái chuyện nó không xảy ra. Thì bài báo này đã nói hết tất cả rồi. Đó, bài đọc trước mình cũng đã đọc một cái bài báo rồi cho mọi người cùng tham khảo. Tiếp đến đây là mình sẽ đưa một cái bài báo này nữa thì mọi người yên tâm sản xuất. Họ nói chung là mình cũng nghi nghi cái vấn đề này, vì họ dùng cái những cái biện pháp trả đũa rất là tiểu nhân thì nói là vậy. Nhưng mà hôm nay thì không có, chắc có lẽ là có dự sự thương lượng gì đó rồi thì mình không hiểu được. Nhưng mà có lẽ là chúng ta thì cứ tiếp tục công việc đầu tư để mà cho sản phẩm, thì tương lai đây hàng hóa Việt Nam mình nó sẽ vào Mỹ nhiều hơn. Và cái vấn đề là làm thanh long sạch hoặc là những trái cây mà sạch thì đi vào nước Mỹ nó mới có thể được, còn không thì khó cái điều mà xảy ra.
Và hiện tại bây giờ Việt Nam đang còn xúc tiến cái vấn đề mà mở nhiều cái công ty để sản xuất chip cho Intel ở Thủ Đức. Hồi xưa mình đã nói là cái khu công nghệ cao ở Thủ Đức á, nó có một cái công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh, mà không biết là rõ là Thủ Đức hay là ở khu quận 2 hay là ở Bình Tân gì đó, thì mình nhớ là hình như là Thủ Đức. Đó là khu chip, khu công nghệ cao của Intel, và có những mặt hàng khóa như là cái chip quan trọng là cho máy tính cũng như là cho điện thoại di động. Thì hiện tại bên phía Hoa Kỳ sẽ xúc tiến hợp tác để dùng cái nhân công Việt Nam, thứ nhất, thứ hai là cái nguồn mỏ khoáng sản để sản xuất ra những cái thành phần này, rồi đóng thành chip xuất khẩu vào Mỹ. Việt Nam mình hiện tại là cái nước thứ ba xuất khẩu, thứ ba nha, nói về chip về vào thị trường Mỹ, đó là chip Intel dùng cho laptop, cho máy tính để bàn, hoặc là những cái dòng điện thoại cũng có thể dùng cái chip Intel nữa. Rồi mai mốt đây có Qualcomm, và có nhiều cái mặt hàng như là của chip Samsung đó, có thể nó sẽ sản xuất ở Việt Nam, và cái công xưởng sẽ nhiều ra, thì cái tương lai mình á có lẽ là có công ăn việc làm, đỡ thất nghiệp hơn bây giờ. Mình nói đỡ hơn thôi nha, thì còn cái chuyện mà sau, bước sau đó nữa như thế nào thì cũng chưa biết được, biết trước được. Nhưng mà tương lai thì có nhiều công ty nó sẽ mọc lên ở Việt Nam, ở thành có những khu đô thị, hoặc là thuận tiện cho cửa biển á. Những cái công ty này thường nó sẽ nằm những cái hải cảng thôi, hoặc là đường bay, hoặc là hải cảng, thì nó thuận lợi cho cái việc xuất nhập khẩu. Còn với những cái vùng xa thì nó rất là khó. Và mình cũng nói lại một lần nữa, nếu anh chị em mà bà con có con mà nó đang còn bước vào tuổi 11, 12 á, thì mọi người hãy hướng nghiệp cho đi theo một cái hướng là kỹ sư về phần cứng chip, sản xuất chip, học vào những ngành chip điện tử đó, ngành điện tử ha. Thì cái này là cái tương lai, vì Việt Nam mình đang thiếu cái này là trầm trọng luôn. Còn nói vấn đề mà về, mình nói lại một lần nữa cho mọi người cũng hiểu, có nhiều chị em, anh chị em không hiểu về những cái YouTuber, là mình nói thẳng là anh Khoa, thì người ta hay gọi là anh Khoa bắp, Khoa nổ đó, thường hay là đưa những cái thông tin rất là sai sai sự thật. Nào là học lập trình, và mà mọi người biết bao nhiêu người bắt đầu đi con vào con đường đó. Và lập trình hiện tại bây giờ mọi người biết là chat GPT, chat thông minh là đã muốn muốn loại bỏ cái lập trình viên đó ra luôn rồi. Rất là ít người được công việc cao, lương cao lắm, không có đơn thuần mà dễ đâu. Cái nghề đó hiện tại giờ hầu như là thất nghiệp, hoặc là lương rất là thấp, không có dễ ăn đâu. Mình đây mình nghiên cứu về internet, làm website, những năm trước còn phát triển, năm nay bỏ luôn rồi. Vì những cái sàn là thương mại điện tử nó ra nè, thứ nhất, thứ hai là Facebook, Instagram hoặc là TikTok nó ra, hiện tại nó không cần website nữa, và cái lưu lượng website trên thị trường rất là ít, hầu như hồi xưa 100%, chứ bây giờ chỉ còn có khoảng 20%. Giờ mà đi mà học lập trình web, hoặc là học trình thiết viết mã nguồn mở, hoặc là viết ra tool, viết đồ là thua. Chỉ có một cái phần nhỏ trong đó là được gọi là được công việc ổn định thôi, còn số nhiều là thất nghiệp hoặc là lương đó rất là thấp. Vì cái vấn đề đó, vì vì cái ngành nghề đó nó không còn quan trọng đối với cái thời xã hội bây giờ nữa, nó theo cái xu hướng khác rồi. Và mọi người biết giờ là xây dựng về chip bán dẫn, nên học, nên nghiên cứu cho con nó học những cái trường này. Tôi thấy là mai mốt là nó sẽ rất là có tương lai hơn những cái ngành nghề khác. Mọi người thấy những năm gần đây á, đi theo bác sĩ hoặc là bên theo giáo viên hiện tại lương cũng rất là thấp, như có nhiều em ra trường xong rồi không có việc, hoặc là phải đi rất là xa, lương rất là thấp, rồi những năm sau mới ổn định được. Thật ra là cái lương mà giáo viên nói so ra với lương phụ hồ
không có bằng lương phụ hồ luôn, rất là thấp. Và những cái kỹ sư ở Việt Nam đều như vậy, nào là kỹ sư xây dựng rồi về bách hóa, về điện điện gì, về tin học, xin lỗi, về tin học thì cũng thất bại rất là nhiều. Nhiều người về phải chạy Grab, chạy Uber thì mất rồi. Bây giờ nó ra những Go Việt, là những cái xe ôm đó, mình nói xe ôm công nghệ ở Sài Gòn đó, là mọi người thấy cái sự đau khổ của bỏ 12 năm, cộng thêm 4 năm nữa là 5 năm nữa, là thành là gần 20 năm để học, cuối cùng về chạy xe ôm. Đó là cái xu hướng, đó là cái xã hội bây giờ ở Việt Nam, chứ không phải như những nước ngoài, họ đào tạo một cách bài bản và ra đều có công ăn việc làm hết. Còn với nước mình thì nó khác hẳn đi, chỉ có đào tạo thôi, còn công ăn việc làm thì tự lo. Đào tạo để kiếm một ít tiền rồi đó. Rồi mình sẽ tạm ngừng video, và cái video này thì mình cũng khẳng định lại một lần là cái cửa khẩu nó không ảnh hưởng gì đến cái giá cả thanh long. Cái cửa khẩu nó không có đóng thì nó không ảnh hưởng. Chứ còn nếu mà như trường hợp mà nó bị đóng á, thì mọi người biết là hôm nay là ôm xô, có nhiều nhà vườn ôm khô khóc lóc rồi. Rồi Nguyễn xin tạm ngừng và chúc mọi người một đêm thật sự hạnh phúc bên gia đình nha.